tục thông tin chúng tôi đã đưa trong bản tin thời sự trước. Trong sáng nay, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hệ thống chính trị thành phố cần lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng những quan điểm của nghị quyết 25 và các văn bản của thành phố về công tác dân vận, đồng thời tăng cường truyền thông chính sách cho người dân. Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban dân vận Trung ương tại thành phố Đỗ Thịnh đánh giá cao công tác dân vận của thành phố Đà Nẵng. Có thể nói, 10 năm qua, trong toàn bộ quyết sách chính trị của Thành ủy Đà Nẵng đều có nội hàm công tác dân vận. Và trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị và các hội quần chúng của thành phố đều vì sự phát triển, vì người dân Đà Nẵng. Đây là mục tiêu của công tác dân vận. Song song với những hiệu quả tích cực đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết 25 về công tác dân vận của thành phố. Đơn cử như nhận thức của cấp ủy chưa được thực sự đầy đủ đúng mức, vai trò nắm tình hình, phát hiện vấn đề, tham mưu, xử lý ở một số cấp ủy cơ quan đoàn thể còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước vẫn còn dang trải, chưa thực sự phù hợp với diễn biến của tình hình chung. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong giai đoạn sắp đến, tiếp tục thực hiện nghị quyết 25, thì hệ thống chính trị thành phố cần tập trung để có sự lãnh đạo, chỉ đạo đầy đủ, đặc biệt tập trung nguồn lực để giải quyết khâu khó, việc khó. Tăng cường nắm thông tin, nắm chắc tình hình trong nhân dân, gắn với xây dựng lực lượng cốt cán, gắn với đảm bảo thông tin hai chiều. Ở đây là thông tin hai chiều với cả cán bộ đảng viên và người dân, phía từ các cơ quan nhà nước, từ hệ thống chính trị đến với người dân và ngược lại. Trong đó đặc biệt là vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội với cái vai trò cầu nối hai chiều là hết sức quan trọng. Rồi tăng cường truyền thông chính sách, đa dạng hóa các kênh truyền thông. Thì cái này chúng ta cũng nói đi nói lại ở nhiều diễn đàn. Nhưng mà rõ ràng là trong thực tiễn và đi kiểm tra thực tế làm việc với các nơi thì tôi thấy là cái tăng cường truyền thông chính sách là rất quan trọng. Nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, đến đời sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế, là đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm. Dịp này có 12 tập thể và 8 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2023.